Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả mô hình sen canh theo quy trình Việt Gáp tại tỉnh Hải Dương. Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phát triển nghề mộc tạo việc làm cho nhiều lao động. Các trường học tại Ninh Bình tăng cường tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh. Bắc Ninh chủ động trước những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ninh bình mạnh sạn tìm hiểu và tham gia vào thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đã phản ánh sự nhạy bén và không ngừng lớn mạnh trong xu thế hội nhập góp phần nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác trong thời gian này, các xã viên của Hợp tác xã Phong Hòa, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư đang khẩn trương tiến hành làm cỏ và chăm sóc cho lứa rau ngải cứu mới để đảm bảo về thời gian và sản lượng cho xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết. Loại cây này có đặc điểm dễ trồng và chăm sóc, không đòi hỏi đầu tư vốn lớn về cơ sở vật chất như sản xuất nhiều cây rau màu khác. Vào cuối tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên với diện tích khoảng 2 hectare, Hợp tác xã đã xuất khẩu thành công khoảng 7 tấn rau ngải cứu sang thị trường Hàn Quốc tham gia thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị, thương hiệu, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giải quyết việc làm và thu nhập cho nhiều lao động nông thôn lúc nông nhàn. Thậm chí là rau hải hiện nay là bên nước bạn, ấy, bên Hàn Quốc là đương yêu cầu của tôi là phải thúc nhanh để đảm bảo đúng theo kế hoạch vì là mỗi một sào người ta là sản lượng thấp nhất là 300 kg trên một sào, nhưng hiện nay chúng tôi mới đạt được quá 220 cân. À, xuất 7 tấn vừa rồi thì giá nhập của chúng tôi là 6.000 một cân ký hợp đồng với người ta 3 hecta thì chúng tôi dù như thế nào phải tập trung nhân lực để bảo đảm đủ 3 hecta tức là làm thế nào sản lượng của chúng tôi là bảo đảm mỗi một lần mỗi cắt phải bảo đảm được 10 tấn thì mới bảo đảm được cái cái ký kết hợp đồng trong thời gian qua, ngày càng có nhiều cây trồng được các hợp tác xã, người nông dân chú trọng đáp ứng tốt các yêu cầu về quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Điều này bên cạnh nâng cao giá trị kinh tế còn tạo điều kiện cho bà con thay đổi tư duy và tập quán sản xuất nhỏ lẻ, mở rộng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Sau gần 3 năm khắc phục khó khăn, thực hiện các bước sản xuất theo đúng quy trình Việt Gáp, Đến thời điểm này, mô hình trồng ổi sen canh với rau xanh trong nhà màng của gia đình chị Lương Thị Cúc ở thôn Mạc Thủ, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã dần khẳng định được hướng đi đúng. Cách đây 3 năm, khi quyết định tham gia chương trình Việt Gáp, chị Lương Thị Cúc không hề nghĩ rằng mô hình trang trại của mình sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trồng trọt như vậy chỉ đến khi gần một tấn ổi đầu tiên xuất cho đối tác bị trả về do có tổn dư hóa chất không đúng với quy định thì chị cúc mới thấm thía như yêu cầu nghiêm ngặt cần phải tuân thủ khi tham gia vào chương trình này tuy nhiên đây cũng là bài học để chị cúc bước vào quá trình sản xuất nông nghiệp sạch một cách bài bản có quy mô và bền vững Hiện nay diện tích trồng ổi của gia đình chị Cúc lên đến 27 hecta. Mọi công đoạn chăm sóc tưới tiêu cho đến thu hoạch đều được chị kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình. Hàng trăm tấn sản phẩm đầu ra mỗi năm cũng được hệ thống siêu thị bao tiêu hết. Do quy mô lớn, trang trại luôn có hàng chục lao động tại địa phương làm việc thường xuyên. Đi lên từ cây ổi, song bước đột phá của gia đình chị Lương Thị Cúc đang kỳ vọng vào diện tích 5.600 m2 nhà màng vừa được ngành nông nghiệp hỗ trợ lắp ráp đầu năm 2019. Theo chương trình này, chị Cúc thực hiện quy trình trồng các loại rau sạch cung cấp cho đơn vị bao tiêu là công ty Vinaco chuyên cung cấp rau sạch cho hệ thống các siêu thị trên toàn quốc. Chúng em sẽ phát triển theo mô hình sinh thái hữu cơ và nông nghiệp sinh thái. Thì khi em tìm hiểu được thì em cũng nắm được là bây giờ mình đang vùng trọng điểm của cây ói. Em sẽ quy hoạch cái khu này là, uh, của em là trên hơn 2 hecta thì em sẽ quy hoạch ra một nửa trồng rau và một nửa em trồng ối. Khi trồng ối thì em sẽ trồng theo hư định hướng hữu cơ và um, quy hoạch uh, thành một vùng để có thể là um, tham quan du lịch sinh thái, trong đó có uh, theo hệ thống VAC. Mô hình phát triển sản xuất sen canh theo quy trình Việt Gáp của gia đình chị Lương Thị Cúc đang dần mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm thay đổi diện mạo cho vùng quê vốn đã quen với cây ổi truyền thống. Với nhiều người khuyết tật, tự nuôi sống bản thân đã là điều khó khăn, nhưng anh Trịnh Văn Lợi ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã vượt lên trên những khó khăn ấy để làm giàu và tạo việc làm cho một số người dân ở địa phương. Anh là một tấm gương điển hình về người khuyết tật, phát triển kinh tế, được nhiều người cảm phục. Năm 2003, anh Lợi tốt nghiệp trung học cơ sở và theo học nghề mộc. Có nghề trong tay, anh mở xưởng điêu khắc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đến năm 2013, không may anh bị tai nạn xe máy, làm bên chân liệt bị gãy, được gia đình bạn bè động viên. Anh Lợi về quê hương Phương Định lập nghiệp, trải qua nhiều nghề với bao khó khăn vất vả. Anh Lợi đã lựa chọn gắn bó với nghề đồ gỗ mỹ nghệ và chạm trổ điêu khắc chuyên về đồ thờ. Vừa làm, vừa tìm tòi học hỏi những mẫu mã mới, kỹ thuật làm cho sản phẩm đẹp hơn. Những sản phẩm do anh sản xuất ra luôn được khách hàng ưa chuộng. Không chỉ tạo được nguồn thu nhập khá cao cho bản thân và gia đình, anh Trịnh Văn Lợi còn tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng và nhiều lao động nhận khoán sản phẩm về nhà làm với mức thu nhập từ 9 triệu đồng đến 13 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, anh còn nhận đào tạo học viên để điều khiển và lập trình máy CNC thiết kế những sản phẩm điều khác trên máy tính để đưa vào gia công trên máy CNC và đặc biệt ưu tiên với những người hoàn cảnh khó khăn. mình cũng là người người khuyết tật những cái mình đã vượt qua rồi mà đôi khi mình nhìn lại mình thấy nó là cả một chặng đường với một số người không nói chi đến những cái người mà coi như là mà bị khuyết tật thì người ta lại tiềm ẩn trong cái suy nghĩ bị nhụt ý chí hoặc là thấy ngại tiếp xúc với bên ngoài hiện tại thì mình vẫn còn khó khăn nhưng mà mình cũng muốn là coi như là góp một chút sức nhỏ gì đấy để coi như là giúp đỡ một phần nào đấy cho những cái người cũng hoàn cảnh khó khăn giống như mình ít nhất là nuôi sống được bản thân và có như là có cái ý chí mạnh hơn. Huyện Trực Ninh hiện có 220 hội viên người khuyết tật nhưng tỷ lệ người khuyết tật có việc làm và tạo được việc làm cho người khác như anh Trịnh Văn Lợi không nhiều. Tuy khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng với khối óc nhạy bén, bàn tay tài hoa cùng những suy nghĩ lạc quan tích cực, anh Lợi đã vươn lên để tạo lập cuộc sống và việc làm cho nhiều người. Xứng đáng là tấm gương sáng không chỉ cho người khuyết tật mà cả những thanh niên khác nói theo. Từ nhiều năm nay, ngày mộc ở xã An Biên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã được các hộ dân duy trì và phát triển mạnh mẽ, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Toàn xã An Viên Hiện có 60 hộ làm nghề tập trung nhiều ở hai thôn, nội thượng và nội mai. Chủ yếu các hộ phát triển nghề mộc dân dụng với những đồ dùng bằng gỗ thiết yếu như bàn ghế, tủ thờ, cuốn thư hoành phi câu đối. Bên cạnh thị trường trong và ngoài tỉnh, nhiều hộ còn sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, các đồ vật trang trí bằng gỗ để xuất khẩu sang các nước châu Âu với giá thành cao. Một số hộ làm nghề với quy mô lớn như gia đình ông Lê Văn Vĩ, Trần Văn Nhật, Trần Văn Cung. Hiện nay nghề mộc ở đây tạo việc làm thường xuyên cho gần 300 lao động địa phương và một số xã lân cận với mức thu nhập từ 7 đến 9 triệu đồng một người trên tháng. Cùng với việc tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã chưa được công nhận, những năm qua, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo các địa phương đã về đích chương trình Mục tiêu Quốc gia, tiếp tục đầu tư hoàn thiện nâng cấp các tiêu chí, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Xác định đạt chuẩn, không có nghĩa là dừng lại. Nếu dừng lại là bị tuột lùi. Do đó, sau khi đạt chuẩn, 14 xã của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục đề ra các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí có khả năng biến động cao như môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông. Đến thời điểm này, huyện Thuận Thành đã có 14 trên 17 xã được công nhận nông thôn mới. Phấn đấu, hết năm 2019, 100% các xã đạt chuẩn, những năm qua, bên cạnh việc tập trung đầu tư hoàn thiện, huyện cũng chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể các địa phương để mạnh thực hiện nâng cấp chất lượng các tiêu chí, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, ra soát đối với các xã để kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn. Để mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nguồn lực đầu tư cho các tiêu chí, đồng thời trên cơ sở đó giúp các xã hình thành được các tiêu chuẩn trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhằm hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và chất lượng, phương thức tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ theo hướng giữ ổn định như các năm 2017, 2018 và có một số điều chỉnh so với năm 2018. Trên tinh thần đó, các trường trong tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trọng tâm là công tác ôn tập, phụ đạo cho học sinh khối 12. Để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu trên cơ sở chương trình trung học phổ thông, khung kế hoạch thời gian năm học, hướng dẫn đối với các môn thi và việc lựa chọn bài thi của học sinh, các đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết cho từng tuần, tuyệt đối không được dồn nén, cắt xén chương trình đã quy định. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay tiếp tục được tổ chức theo hướng giữ ổn định về phương thức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên học sinh, đồng thời thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi như Bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia và một điểm mới nữa là thí sinh tự do, thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi tại một điểm thi cùng với thí sinh giáo dục trung học phổ thông. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, với tinh thần luôn đồng hành cùng học sinh và sự tích cực chuẩn bị mọi mặt của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh, hy vọng kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao. Sau sự việc liên quan đến học sinh bị xâm hại tình dục ở một số địa phương trong cả nước, vấn đề phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh càng trở nên cấp thiết, việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng tránh cho học sinh đã được triển khai ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên hiệu quả của công tác tuyên truyền còn ở mức độ hạn chế. Thực tế cho thấy việc giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cho học sinh càng thẳng thắn thì hiệu quả càng cao. Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống và phòng chống xâm hại nhằm mục đích trang bị kiến thức kỹ năng cho học sinh. Chúng tôi đã tạo ra các cái sân chơi cho học sinh, cho học sinh được tham gia, học sinh được tự tìm hiểu và học sinh tự bày tỏ cái suy nghĩ, cái ý kiến của mình. Và các em có thể đặt ra những cái tình huống và cùng nhau thảo luận, bàn bạc xem cái phương án xử lý các cái tình huống này như thế nào. Và học sinh được chủ động tham gia các hoạt động như thế nên các em rất là khắc sâu các kiến thức và khắc sâu được cái kỹ năng phòng vệ cho bản thân. Tuy nhiên, việc tiếp cận với những vấn đề về giới tính của học sinh vẫn còn khá e dè Thực tế cho thấy, việc cười lớn mạnh dạn chia sẻ với học sinh những kiến thức kỹ năng về giới tính, sức khỏe sinh sản một cách thẳng thắn, không né tránh các khái niệm, tình huống thực tế là điều cần thiết để các em có nhận thức đúng đầy đủ. Đây cũng là cách phá vỡ nhanh nhất những rào cản về sự e ngại của nhiều học sinh hiện nay. Thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu sự chia sẻ lắng nghe và tin tưởng, các em sẽ càng có nguy cơ trở thành nạn nhân của những hành vi xấu. Một số sự việc học sinh bị xâm hại ở các tỉnh thời gian qua là minh chứng cho điều này. Có em không nhận thức được việc mình bị xâm hại, không biết làm thế nào để thoát khỏi những hành vi của kẻ xấu. Thế có một người lạ đến trước cổng nhà em và đòi em mở cổng để xin được vào nhà, thì lúc đó em sẽ làm gì? Em thưa cô là đến lúc đó em sẽ không mở cổng, không tiếp xúc với người lạ, không đến gần người lạ. Sau những vụ việc xâm hại học sinh cho thấy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh cần được triển khai càng sớm càng tốt. Nội dung kiến thức cần phải sát với thực tế, không né tránh để các em nhận thức được những nguy cơ mất an toàn với bản thân và kịp thời phòng tránh. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ bạo lực xảy ra trong trường học đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Vậy đâu là nguyên nhân và liệu có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này? ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip một nhóm nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên lột đồ và đánh hội đồng một nữ sinh khác đến mức phải nhập viện tâm thần để điều trị. Ngay sau đó, một đoạn clip khác quay lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn bắt quỳ gối và tát liên tiếp vào mặt. Sự việc xảy ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hay gần đây nhất, là một nữ sinh lớp 11A5, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, cũng bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng đến mức phải nhập viện. Tất cả đang dấy lên sự lo ngại về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. Theo thống kê của ngành công an, mỗi năm có khoảng 2.000 vụ bạo lực học đường, trong số đó thì có hơn 53% số vụ xảy ra trong trường học. Con số này đang có chiều hướng gia tăng và trở thành mảng tối trong ngành giáo dục. Đáng chú ý, phần lớn các vụ bạo lực học đường chỉ được phát hiện và xử lý sau khi các clip tường thuật được phát tán trên mạng xã hội. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu rằng đằng sau mạng xã hội còn tiềm ẩn biết bao nhiêu vụ bạo lực lớn nhỏ khác và ngành giáo dục phải làm cách nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Trước tiên là ban giám hiệu nhà trường, hội đồng giáo viên chủ nhiệm nhà trường đã phối hợp rất là mật thiết với đại diện hội phụ huynh các lớp để ngăn chặn bạo lực học đường và giáo dục học sinh về cái ý thức là không để tình trạng bạo lực học đường diễn ra. Một trong những nguyên nhân khiến cho bạo lực học đường trở thành điểm nóng đó chính là thái độ của những người xung quanh. Mặc dù không phải là sự việc quá xa lạ, nhưng khi chứng kiến những hành động bạo lực, không phải em học sinh nào cũng sẵn sàng lên tiếng. Đa số các bạn trẻ đều sẽ rất là ngại khi can dự tham gia vào Ờ, ngăn chặn bởi vì các bạn thường có tâm lý là sợ bị trả thù. Những năm qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế học đường, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Bên cạnh việc thu và đóng bảo hiểm y tế cho trẻ để đảm bảo các quyền lợi cho trẻ khi đi khám bệnh, các trường mầm non chủ động phối hợp với trạm y tế của địa phương kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, ban chăm sóc sức khỏe học sinh, các nhà trường để ra nhiệm vụ cụ thể trong từng học kỳ. Phòng giáo dục đào tạo thành phố tuyên truyền chỉ đạo các nhà trường thực hiện đầy đủ các tiêu chí và tổ chức đánh giá xếp loại y tế học đường là một tiêu chí xét thi đua hàng năm. Để công tác y tế trường học được nâng cao, Phòng giáo dục thành phố Chi Linh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trường học để mạnh tuyên truyền xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đầu tư xây dựng bếp ăn bán chú một chiều, nhà vệ sinh hệ thống vòi nước rửa tay và hệ thống thoát nước tại các trường mầm non theo quy định. Từng bước nâng cao chất lượng y tế học đường, không để phát sinh dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thời gian qua, việc khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền ở các bệnh viện trong tỉnh Nam Định đã được tăng cường, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các cơ sở điều trị. Tuy nhiên, chất lượng công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân do nguồn nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại tuyến huyện còn thiếu, Việc kết hợp giữa tổ y học cổ truyền và các khoa trong các bệnh viện không hiệu quả nên tỷ lệ điều trị bằng y dược học cổ truyền đơn thuần và điều trị kết hợp với y học hiện đại ở tuyến huyện đạt thấp chỉ khoảng 15%, chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế y học cổ truyền của tỉnh. Để tăng cường năng lực khám chữa bệnh y học cổ truyền tại các bệnh viện, thời gian qua Sở Y tế đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh đồng thời phát triển các khoa tổ y học cổ truyền trong các bệnh viện, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong tất cả các khâu khám bệnh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Các bệnh viện đã chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó bệnh viện thành phố Nam Định và các bệnh viện các huyện Xuân Trường, Hải Hậu, Ý Yên, Vũ Bản phấn đấu đến năm 2020, 100% các bệnh viện đào khoa có khoa y học cổ truyền với chỉ tiêu tuyến tỉnh đạt tỷ tỉ lệ 15% tuyến huyện đạt tỷ lệ 20% khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, ta quân trồng hoa cây xanh tại 21 tuyến đường trục xã. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào ngày thứ Bảy với người dân. Các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Lục cũng đã trực tiếp xuống xã An Đổ cùng cán bộ nhân dân địa phương tham gia trồng 6 km vuông hoa cây cảnh. Tổng số tiền đầu tư cho việc mua hoa cây cảnh là trên 100 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã và nguồn xã hội hóa. Như vậy đến thời điểm này xã An Đổ đã trồng được 7 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với gần 10 km tại các tuyến đường trục liên thôn, đường thôn xóm, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, ước tổng số lượng rác thải phát sinh hàng ngày ở khu vực nông thôn trong địa bàn tỉnh Nam Định khoảng 657 tấn, trong đó tổng lượng rác thải được các địa phương tổ chức thu gom là 575 tấn trên một ngày, đạt tỷ lệ thu gom rác thải khu vực nông thôn 87,5%. Để xử lý nguồn rác thải khu vực nông thôn, 204 xã thị trấn thuộc 9 huyện trong tỉnh đã thành lập các tổ thu gom rác thải đội vệ sinh môi trường tại các thôn xóm, cụm dân cư và thành lập hợp tác xã vệ sinh môi trường do Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý để thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải đến các khu xử lý rác thải tập trung của địa phương, đáp ứng được yêu cầu vệ sinh môi trường ở nơi sinh hoạt. Ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ các địa phương đầu tư các công trình xử lý rác thải, trong đó có 76 xã thị trấn xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh. 120 xã thị trấn đã và đang lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt. 30 xã thị trấn đầu tư cả bãi chôn lấp hợp vệ sinh và lò đốt rác thải sinh hoạt. Trước mắt, các công trình xử lý chất thải rắn tập trung đã giải quyết nhu cầu bức xúc về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, về lâu dài cũng cần có mô hình tập trung để đáp ứng quy hoạch về quản lý chất thải rắn của tỉnh. Đồng thời, các mô hình lò đốt phải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 61 năm 2016 về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự đồng bằng sông hồng của đài phát thanh và truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt